Xin chào tất cả mọi người. Còn điều gì tuyệt vời hơn nữa khi được ngồi trong một căn phòng mát mẻ, thưởng thức trái cây tươi và đặc biệt là đón xem bố là tất cả. Hai đứa làm cái gì vậy? Con nghỉ việc ở nhà hàng rồi. Từ ngày hôm nay, con sẽ học công thức làm bánh mì từ ba và tiếp quản lò bánh mì này. Ủa điên rồi hả? Ai cho phép con? Tính làm cho bà tức bà chết phải không? Ba làm gì mà ngồi mình đây vậy ba? Con thấy rồi, không biết sao còn hỏi nữa. Có rượu nè, có mồi nè, ba nhâm nhi một chút thôi. Nè, bộ mẹ vợ con kêu con tới đây phải không? Ba, nếu như ba muốn uống, con có thể đưa ba ra ngoài, mình kiếm quán nào có mồi ngon, rồi sau đó con đưa ba về. Không, ba không về. Ba không muốn nhìn thấy mặt mẹ vợ của con nữa. Bây giờ mẹ xuống nước xin lỗi ba một lần đi. Nha mẹ, con không muốn nhìn thấy ba mẹ như vậy chút nào hết trơn á. Sao là phải xin lỗi chứ? Mày làm sai chuyện gì mà phải xin lỗi ổng? Từ trước tới giờ, người xin lỗi là mẹ. Nhưng bây giờ, mẹ tuyên bố một câu, nếu ổng ra không cần mẹ thì mẹ cũng không cần ổng luôn. Nhưng mà con cần chồng con. Mẹ ơi, như vậy hả? Chồng con không có về nhà được kìa. Con về đi, anh Thư đang đợi kìa. Dạ, không sao đâu ba, để con đưa ba về. Thôi, ba nói là ba không có về mà. Thôi, con về đi, để cho ba ngủ. Sao ơi, em ra đây anh đi Sao ơi. Em mà không ra đây anh đó là anh chờ em cho tới tới khi nào em ra thì thôi. Thôi anh Khang, sao anh không về nhà đi, anh quay lại đây chi vậy? Ôi, tình yêu nhỏ bé của anh, em thiệt là xinh đẹp. Hình như anh xỉn rồi đúng không? Em nghe mùi hôi quá à. Anh đi rồi, nhưng mà anh chợt nhớ là anh có để quên một thứ ở đây cho nên anh mới quay lại. Anh quên cái gì anh nói đi, em lên em tìm cho. Anh quên một thứ rất là quan trọng. Anh quên. Dây dày anh tuột rồi. Anh phải cột dây dày lại. Tan 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 tan. Nếu như em đeo chiếc nhẫn này vô, em sẽ là người ở bên cạnh suốt đời. Mãi mãi. Em lấy anh nha Thảo. Anh cẩn thận á. Anh không sao. Em nhận lời đi chứ không anh quỳ cũng mỏi. Đồng ý gật đồng ý Thảo. Còn chần chờ gì nữa con? Anh tính để cho em tự đeo hả? Anh quên. Em cũng cảm ơn anh. Em yêu anh. Anh cũng yêu em nữa Thảo ơi.
anh Nghĩa. Ủa, Linh Giang, sao em không ở trịnh ngủ thêm xíu nữa, xuống đây chi vậy? Thì em với anh cùng hội cùng thuyền mà, anh làm việc sao em bỏ anh được. Vậy đi thôi. Này, sao nay dậy sớm vậy? Bộ anh định đi đâu hả? Không, anh xuống lò bánh chút. Nay chủ nhật mà, có bao giờ mình xuống ngày chủ nhật mà sớm đòi mì đâu. Xuống xử lý cái đống bột, thằng Nghĩa nó nhồi nó ủ hôm qua mà không nướng để nó chua nó hư bỏ tẩu chết. Cái thằng mở mắt ra là làm phiền người khác liền à. Mà anh hai ơi, chủ nhật đó không có ai mua bánh sớm đâu, thôi anh vô phòng tranh thủ ngủ chút nữa đi. Trời ơi, ngủ cái gì, thôi cô lo chuyện của cô đi, tôi đi rồi. Anh hai ơi, vậy là tranh thủ làm sớm mà lên đi nghỉ nghe không? Không biết ông về chưa ta? Ông vẫn chưa về thật sao? Dám không bắt máy mình. Trời đất ơi, quá trời quá đất bánh mì sao bán hết nè. Ôi, Mấy đứa dùng hết bao nhiêu bộ bánh mì vậy? Dạ, có mấy bao à cô? Trời ơi, nó nói chuyện sao mà đơn giản vậy? Có mấy bao hả cô? Trời gan thiệt, mấy bao? Mấy ổ chưa chắc bán được nữa. Tại hôm nay chủ nhật đó, người ta nghỉ ở nhà rồi người ta ăn cơm gia đình hết, không ai mua bánh mì đâu. Thằng Nghĩa. Dạ. Vô nói chuyện với ba. Con định làm gì với cái đống bánh mì dưới lò? Dạ để con bán cho ba. Con bán cái kiểu gì? Ngày thường bán đắt á, ba chỉ bán được phần nửa cái đó thôi. Còn bữa nay chủ nhật chỉ bán được 1/3 thôi. Ủa vậy hả ba? Chứ sao? Ơi con ơi, chủ nhật lúc nào cũng bán ế ngày thường á, nhưng mà không sao không sao. Em sẽ nhờ mấy cái người bạn hàng của mẹ đó, bán bò kho nè, bán trái cây nè, bán hủ tiếu nè, nhờ mỗi người lại mua một chút, yên tâm. Dạ đúng rồi cậu hai. Cô đứng yên đó đi. Sao đứng yên được anh hai? Trời đất ơi, bây giờ mình bán rẻ cho người ta đi, lấy được đồng nào hay đồng đó, còn hơn là bánh mì nhiều quá rồi mình bỏ tội lắm á. Dạ đúng rồi đó, cậu. Bánh mì nhiều quá mà đem bỏ cũng uổng lắm. Một mình thằng Nghĩa bán thôi. Hả? Có mình con thôi hả? Ừ, con phải bán hết, không chừa lại một ổ nào hết. Trời ơi, anh hai ơi, một mình nó làm sao bán hết được? Phải có người phụ nó một chút chứ. Đúng rồi cậu. Chứ mà mình anh Nghĩa làm sao bán một ngày tới mấy chục cái cần xé bánh mì sao bán được. Nếu hôm nay mà con bán hết thì ba suy nghĩ lại, có nên để lại cái lọ bánh mì cho con hay không. Còn nếu không bán hết được á, thì đừng có mơ cái chuyện đó, hiểu không? Ba hỏi hiểu không mà không trả lời. Ba hỏi kìa, sao không trả lời trả vuốt vậy chị con? Mà anh cũng kỳ nữa, hỏi dồn dập sao mà nhỏ trả lời. Ba, vậy con có được bán giá sỉ không? Muốn bán sỉ, muốn bán lẻ gì bán, miễn sao hết thôi. Trời ơi, con sỉ lẻ gì cũng bán không hết đâu con ơi. Cô nè, mấy chục năm kinh nghiệm bán bánh mì cô biết mà. Nhất định, con sẽ bán hết. Con chỉ cần cho ba nhìn thấy, con cố gắng như thế nào thôi. Nếu con bán hết số bánh mì đó thì ba nhớ phải giữ lời hứa, cho con học cách làm bánh mì và để lại lò bánh mì cho con, được không ba? Nói được thì làm được nha, đừng có nói trước bước không qua đó. Anh hai,
Này, này. Giờ sao? Cái vụ Nghĩa đó này. Thì kệ nó đi. Nó làm được thì cứ để cho nó làm. Sao nó mình nó làm được? Cái số bánh mì nó nhiều hơn ngày thường mà anh hai. Cái đó là việc riêng của nó, để nó tự giải quyết. Sau này á còn nhiều việc khó hơn nữa. Em sợ anh luôn á. Anh biết cách làm khó khăn cho con cái rồi ha. Anh hai, cho mỗi người phụ nó một tay đi anh hai. Nha. Thôi mệt quá. Anh á, cứ ngắt như là bánh mì đái đó. Anh Nghĩa. Ừ? Anh coi nè. Cảm ơn em nha. Bánh mì đây. Lẻ giá sỉ đây. Là mình đây bán lẻ giá sỉ hả? À dạ, mời cô vô trong coi ạ. À. Mì ngon không? Để cô thử nha. Bánh mì ba Hiếu đây mọi người ơi. Mì ngon con. À dạ dạ, con chào cô. Đây. Hả? Bánh mì đây. Bạn thử con. Ngon cô. Một ngày giá giòn á ha. Ngon nhất luôn mọi người ơi. Giòn quá, bột ngon á. Bán lẻ giá sỉ cho em. À dạ, bột ngon. Được á. Đó, lắc lắc nước cùng 50 ổ hả? Dạ. Ăn thử bánh mì ha. Mì ngon không con? Để thử à. Thấy chưa? Một đống bánh mì vậy sao bán được chứ? Trời ơi, rồi nó ra cái chiêu khuyến mãi này rồi. Không biết có được không đây nữa. Anh ngủ ngon không? Xin lỗi, tôi lộn nhà. Ui, gì kỳ vậy? Ê, đây là nhà của tôi mà. Nhà của tôi mà cậu chào rồi cậu làm như là cậu là chủ nhà vậy. Em đang nấu nước hầm xương ăn mì gói nè. Anh ngồi đi, để em dọn lên luôn. Hàng gì thơm quá trời. Tôi lên đó đợi nha. Đây. Nóng hổi. Đây. Wow, thơm quá. Có rau nữa hả? Cậu đúng là chu đáo nha. Trời, không chỉ nấu ăn đâu. Nè, em giặt đồ cho anh luôn rồi nè. Ăn ở gì mà lượm thượm bê bối. Giặt đồ hả? Ừ. Đợi chút. Nè. Trời ơi, anh làm gì vậy? Em đang giặt mà. Cậu không biết gì á, máy tôi mua tôi biết mà. Máy này có chức năng hay lắm. Là đang giặt vẫn có thể bỏ thêm đồ được. Bỏ vô cửa phụ này nè. Đó. Bỏ
vô vẫn hoạt động bình thường. Vậy mới hay chứ. Chà, giữ người ta. Hả? À, hay không? Thôi, đừng có nhiều chuyện nữa, đi qua ăn đi, chứ nó nguội được kìa. Đi. Mà hôm qua làm gì anh uống say dữ vậy? Sao cậu biết tôi say? Thì chị Thảo nhắn tin cho em, nói anh uống quá trời luôn. Thảo đúng là một người phụ nữ tuyệt vời, một người phụ nữ rất là chu đáo. Mà anh uống với ai vậy? Uống với lại ba của Thảo. Bác cứ bắt anh uống hoài, uống hoài, uống quên đường về luôn. Mà anh đưa nhẫn cầu hôn cho chị Thảo chưa? Đừng có nói là anh chưa đưa cho chị Thảo nha. Chắc là lù bù quá rồi, rồi quên hay sao á. Rồi. Còn đây nè. Hả? Cái nhẫn đâu? Trời ơi, anh để nó ở đâu? Trời. Sao rồi, anh tìm thấy chưa? Chưa. Mà anh tìm kỹ chưa? Tìm kỹ hết rồi. Có khi nào tối hôm qua anh làm mất không? Trời, vậy cũng được luôn hả? Bây giờ anh làm sao đây? Trời ơi, chiếc nhẫn của tôi đang ở đâu? Phụ anh tìm coi. Trời ơi, làm cái gì trời? Nãy giờ bà ngắm bà nhìn chiếc nhẫn mà nó muốn mòn luôn rồi đó. Ê, bộ bà muốn chồng như vậy hả? Muốn hồi nào mà muốn. Tại vì tôi thấy nó vướng vướng nè, nên tôi coi sao mà nó vướng. Ê mà nó nghe nè, phải công nhận nha, mình đeo cái này vô cái có cái cảm giác ràng buộc làm sao á. Thôi nói vậy chứ tôi cũng thông cảm. Thường mấy người mà ế lâu năm, ế dài hạn, ế chảy nước như bà đó là thèm được cảm giác ràng buộc này dữ lắm. Chịu sao nổi, đúng không? Bà thôi nha, tôi cũng có giá lắm chứ bộ. Chẳng qua là tại nào giờ tôi không chịu thôi. Trời ơi, có cái thứ gì đâu. Nhìn cái mặt thấy mê trai rồi. Ê ba tôi đâu rồi? Trong phòng chứ đâu. Ba ơi, ba ơi, ba, con vô được không ba? Vô đi con. Ủa ba sao vậy? Ba thấy đau ở đâu hả ba? Ba không sao. Vì nghĩa mà tối hôm qua ba ngủ không được, ba hơi mệt. Con đi nghỉ đi, ba ngủ chút ba khỏe. Dạ, ba ăn đi ba. Con cũng ăn đi. Ba ăn sáng xong, ba có về nhà không? Đồ ăn ở đây ngon thiệt đó. Chắc là phải tới thường xuyên mới được. Buổi ăn sáng rất là quan trọng. Ăn xong rồi làm thoải mái lắm. Dạ.
là để ba ngủ bệnh viện hoài vậy? Thì ông thích làm gì ông làm, mẹ đâu có dám xen vô. Già cả rồi. Mẹ, mẹ kêu ba về đi. Hồi đó đó, lúc mà gây lộn với nhau á, thì ông ngủ luôn ở bệnh viện. Mẹ phải năn nỉ, ỉ ôi, khóc lóc ông mới chịu về. Còn bây giờ mẹ già rồi, mẹ mệt mỏi rồi, mẹ không làm như vậy được đâu. Sao mà không làm như vậy được chứ? Chứ ba là đàn ông, đàn ông là sĩ diện dữ lắm, ba không có tự chịu về đâu. Mẹ không quan tâm. Ba mẹ cứ như vậy hoài à, con bất cỡ với anh Nhân muốn chết. Để con thấy mấy cảnh này, ba cũng xấu hổ với con lắm. Nhưng mà bây giờ con là người một nhà rồi, con cũng cần nên biết mọi chuyện. Chứ ba không thể giấu, giống như là gia đình ba là hòa thuận êm ấm lắm vậy đó. Dạ, không sao đâu ba, mình là một gia đình mà ba. Tính mẹ trẻ con quá à. Mẹ trẻ con vậy đó. Tuy mẹ trẻ con nhưng mẹ đã nuôi con hai mươi mấy năm trời, nuôi cho con lớn lên. Bây giờ con lấy chồng, con ở luôn bên nhà chồng, không còn quan tâm tới mẹ nữa. Được rồi, con về bên nhà chồng con ở luôn đi. Bye bye con. Mẹ sao mẹ lại như vậy chứ? Ai gọi vậy con? Anh Thư hay là mẹ vợ của con vậy? Dạ không, chị gái của con. Con nghe đi. Em nghe nè chị, có chuyện gì không chị? Em đang ở đâu vậy? Em về nhà được không? Chị thấy sức khỏe của ba coi bộ không ổn á. Chị nói sao? Chị kể sơ sơ tình hình của ba cho em nghe đi. Hồi nãy chị vô phòng của ba. Dạ rồi rồi, em biết rồi. Bây giờ chị xuống cái tiệm bánh mì á, trong đó có cặp táp và y tế của em. Chị lấy mỗi cây nhiệt kế, chị đo nhiệt kế cho ba, rồi sau đó chị báo cho em nha. Nè nè, con về chăm sóc ba con luôn đi. Dạ dạ được rồi, thôi thôi để em về liền. Vậy nha chị. Rồi 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 rồi. Vậy con xin phép ba về trước. Được rồi, con cứ về đi, ba không sao đâu. Dạ, ba ăn xong nhớ về nha ba. Được rồi, ba sống vậy cũng quen rồi, con yên tâm rồi. Cái người đáng lo á là ba của con kìa. Dạ, để xin phép ba về trước. Có vợ con để làm gì chứ, cuối cùng á cũng cô đơn vậy thôi. Dạ, con chào cô. Ừ, chào hai con. Cô đang thắc mắc, hôm nay Chủ nhật mà tại sao lại mở cửa bán hàng? Té ra là cậu Út đang bán. Dạ. Dạ, cô tới gặp ba của con ạ. Con gọi ba của con giúp giùm cho cô được không? À, dạ được, cô đợi con xíu ạ. Ủa, anh Nhân. Ủa, anh Nhân. Dạ, con chào cô. Ừ. Ủa, anh Nhân. Ủa, có chuyện gì vậy ta? Anh, em chưa bao giờ thấy anh vội vậy luôn á. Ba đâu rồi chị? Ba trong phòng nè. Ủa, bà Thảo, cậu hai bệnh hả? Ờ, không. Thảo à, ba con bệnh hả? Không có đâu cô. Tại ba buồn nghỉ cho nên ba không có ngủ được. Con sợ là ba suy nhược nên con kêu Nhân về nó kiểm tra. Tối hôm qua ba con chửi nó quá trời mà. Tâm lý người già đó, mà cảm xúc nhiều cũng dễ sanh bệnh nữa. Không có gì đâu, cô ba đừng có lo nha. Ừ, mà cũng có một phần là nhiều khi ăn uống không đủ chất cũng bệnh đó con. Đúng rồi đó mẹ. Mẹ kiếm cái gì ngon ngon á, nấu tẩm bổ cho cậu hai đi. Đúng rồi, chắc chọn để mẹ phải nấu đồ ngon cho cậu mẹ cũng được. Dạ. Chị Thảo, ba sao rồi chị? Ba không có sao hết, ba chỉ bị cảm thôi à. Chắc ba bị cảm lạnh rồi, ba hơi sốt đó. Ba không sao đâu. Chắc hôm qua ba ở ngoài hơi lâu, thành thử nó bị cảm xương. Vậy là dạo này ba ngủ không có ngon giấc. Vậy thì ba ngủ giấc cho khỏe nha ba. Ừ, ba ngủ cái ba khỏe.
Con đi làm đi. Con về đột ngột về, mọi người người ta nghi. Bà ngủ chút bà khỏe. Dạ. Vậy bà ngủ đi. Mấy đứa, ba con làm sao rồi? Ba con không có sao đâu. Cô ba cứ đi làm việc của cô ba đi. Có gì cho cô biết nghe. Dạ. Ba sao rồi? Ba đang ngủ rồi. Em phải để ba tỉnh dậy mới biết tình hình như thế nào. Em xin lỗi. Tại vì hôm qua em gây chuyện cho nên ba mới xảy ra chuyện như vậy. Không phải tại em đâu. Do thể trạng của ba đang yếu cho nên ba mới vậy bị cảm. Phải chi mà ba chịu vô bệnh viện. Nó phải bán hết bánh mì ở dưới hả chị? Nó mà bán không hết là ba bán tiền. Cô hiểu rồi. Dạ. Tụi con cũng đang cố hết sức để mà bán. Nhưng mà tại vì hôm nay chủ nhật á nên vắng quá. Ừ. Ủa, cô chưa về nữa hả? Ba con sao rồi? Ba con đang mệt, chắc không tiếp cô được đâu. Ừ, cô hiểu mà. Thôi à, cô về nha. Dạ, cô đi cẩn thận à. Nè, anh không thể nào nói chuyện tử tế hơn với cô Ngân hả? Nè, anh làm cái gì vậy? Anh không còn thời gian nữa, anh đi bán bánh mì quanh chợ đây. Alo. À, anh Bách hả? Hôm nay nhà hàng của anh có còn bánh mì không ạ? Alo, chị Hương đó hả? Khỏe không? Không có gì, gọi điện hỏi thăm chị thôi, chứ không có đòi nợ đâu mà chị lo. À, chị Hương nè, ở gần chỗ mình đó có một lò bánh mì bán cũng ngon lắm, cũng đang gặp khó khăn. Tôi với chị ủng hộ cửa hàng bánh mì đó nha. Ừ, vậy đi.